Ok, mở cốp rồi các bác nhá. Vâng, quả súp xin được chia sẻ các bác cô anh em. Quả súp Lê Vô Sò Bát 50 từ Leo về với anh Thành có địa chỉ tại tỉnh Lạng Sơn cả nhà nhá. Và anh mua thế này là đủ bộ của nhà em rồi. Anh mua loa audio center. À đây ạ, còn con đẩy đâu anh nhỉ? Đẩy trên ghế trên ạ. À, đẩy trên ghế trên ạ, đây ạ. Đây ạ, thì báo cáo này các bác. Đây là con đẩy DMX các bác nhá. Con đẩy DMX hàng bãi, con này 4 kênh cả nhà này. FP 10.000 quy FP series xin được chia sẻ cả nhà, con này em đang bán giá 15 triệu, em còn khoảng 4 con nữa hoặc 5 con nữa. Ok chưa? 4 con hoặc 5 con nữa. Bạn anh nó hỏi nó lại sẵn mua lắm. Ok, em cảm ơn anh Thành nhá. Mua quá nhiều rồi đúng không ạ? 12A Lạng Sơn các bác nhá. Quá đẹp luôn. Cảm ơn anh em. Báo cáo này các bác là ngoài hôm anh em cứ hay trêu em đúng không ạ? Và là sao loa quay bán rồi mà sao vẫn còn. Thì đây nhá, quả súp level sờ vừa lên xe cho anh Thành nhá đúng không? Thì đây ạ, em vẫn còn hàng thì chắc chắn là tí em lại phải bỏ ra đúng không cả nhà. Nhiều anh em cứ chê, ôi sao hôm qua vừa quay bán rồi hôm nay lại có. Đấy, bán quả đấy đi thì lại có quả khác đúng không ạ? Chứ không phải là hết đâu các bác nhé. Đây đây, level sờ. Level sờ để sử dụng bát nhập Italia, bát leo quay 100 cả nhà nhé. Đây đấy, tí em lại đặt vào. Báo cáo cả nhà là cả nhà cứ ủng hộ em đi đúng không ạ? Bao giờ hết hàng em sẽ báo. Đấy, không có lúc có báo. Ui, đôi loa này mới hôm qua mình thấy quay bán, hôm nay lại thấy ở đây đúng không ạ? Vẫn còn cả nhà nhá. Em có nhiều loa chất lắm. Súp Lê Vô Sờ 13.500.000 đồng, vẫn còn hàng cả nhà nhá. Không phải còn 3 quả đâu mà còn nhiều hơn 3 quả cả nhà. Đấy. Thế cho nên là ví dụ như là 10 bác mua ủng hộ mỗi bác 10 quả, có khả năng vẫn còn nữa các bác ạ. Đấy, nói thế rồi. Đẩy DMX cả nhà nhé. Đây em sẽ đếm số lượng trực tiếp cho cả nhà. Nhưng mà đẩy chính hãng 4 kênh chạy mạch class H chính hiệu. Đây ạ. 1, 2, 3, 4. À còn 4 con nữa cả nhà. Còn 4 con nữa. Đẩy DMX cả nhà nhé. DMX. Đấy. Rất là ngon, rất là hay. Đấy. Cực kỳ chất cả nhà nhé. Cực kỳ chất. 5 hay 4 không? Đẩy 2 kênh còn 2 đúng không? 4 kênh còn 4. Ok chưa? Số lượng 4 con. Không còn nhiều, cả nhà liên hệ cho em. DMX FP 10.000 quy FP series cộng. Công suất sản sinh là 1.300 một kênh, nội trợ 8 ohm, chạy mạch class H chính hiệu. Size 2U, giá chỉ có 15 triệu đồng. Giá mới của nó dự kiến khoảng 27 đến 28 triệu. Mọi người mua bãi rẻ hơn được cả hơn cả chục triệu đồng các bác nhá. Em có rất nhiều loa chất xin phục vụ các bác hộ nghe. JBL STX 825 hàng bãi hàng mới. Đây là hàng mới cả nhà nhá. JBL STX 835 hàng mới tinh. JBL SZX 725 hàng bãi. Rất nhiều những sản phẩm hàng chất lượng cao các bạn. Rất nhiều luôn. Đấy, à mà hôm nay đúng không ạ? Hôm nay là một ngày đầu tháng. Hôm nay là một đầu tháng như vậy là quá may mắn rồi đúng không ạ? Mùng 1 tháng 4 2023 xin được gửi lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể các bác của anh em. Chúc các bác của anh em luôn mạnh khỏe, bình an, vạn sự như ý và sẽ hoàn thành được tất cả mọi công việc trong tháng mới này. Trân trọng cảm ơn các bác của anh em rất rất nhiều ạ.